Hiền Dương lấy con một đứa về làm dâu ở đây không biết nói đâu. Vâng, không biết nói đâu. Hay đấy. Cái gì mong mãn. Thôi bà ấy cũng muộn mà cháu thì kinh bà ấy cháu nghe đấy bà. Vâng. Thêm mấy con ba trăm sáu rồi đó. Vâng, nhưng mà còn này ít để cho cháu này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chua nó chín sớm. Các bạn ơi, đứng kia.